đang kêu tích tịch tình tang, ai mang công chúa dưới hang trở về. Câu chuyện cổ tích Thạch Sanh Lý Thông thì đã quá quen thuộc và gắn liền với tuổi thơ của mỗi người. Trong chuyện thì Thạch Sanh là người hùng cứu được công chúa nhưng mà lại bị Lý Thông, người chẳng bỏ công sức gì, lấy đi thành quả của mình. Và trong cuộc sống ngày nay vẫn còn những Lý Thông như vậy, đặc biệt là với những hình ảnh trong kinh doanh online. Set up kỹ càng, đầu tư máy móc và thiết bị chuyên nghiệp. Shop quần áo, đồ đạc cho mẹ và bé này thường xuyên có những buổi quay, chụp hình để mang đến những hình ảnh, video chân thực và hữu dụng về sản phẩm gửi tới khách hàng. Kể từ khi chúng mình nhận được sản phẩm thì sẽ phải mất tầm khoảng ít nhất là 3 ngày chuẩn bị từ concept, ý tưởng, rồi là nội dung. Tại phòng chụp chúng mình thì mất khoảng 6 tiếng. Dành nhiều thời gian và tâm huyết là vậy, nhưng khi những bức hình, video được đăng lên fanpage của cửa hàng thì ngay lập tức những Lý Thông đã xuất hiện. Họ lấy lại những hình ảnh video đó và đăng tải lại y hệt trên trang bán hàng của mình để bán những sản phẩm tương tự. Công ty luật của luật sư Nguyễn Thanh Hà hoạt động trong ngành luật đã 10 năm, cứ ngỡ rằng sẽ chẳng ai dám vi phạm bản quyền của những người am hiểu về luật, nhưng không. Công ty của tôi thì chụp một cái bộ ảnh rất là đẹp của cái ban lãnh đạo công ty và văn phòng của công ty. Các cái bạn công ty luật sau thì người ta lấy luôn cái ảnh của công ty chúng tôi mà chúng tôi cũng không được biết. Và đến khi khách hàng người ta phản ánh là công ty có đổi tên hay không thì lúc đó chúng tôi mới phát hiện ra. Việc vi phạm bản quyền hình ảnh trong kinh doanh online không chỉ ảnh hưởng đến tài chính, thương hiệu của mỗi đơn vị mà còn dẫn đến mất niềm tin của người tiêu dùng. Trong cái nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan thì người ta quy định là nếu mà lấy một cái hình ảnh vi phạm thì có thể xử phạt đến 5 đến 10 triệu đồng. Và cái biện pháp bổ sung là yêu cầu là phải ngừng cái hành vi vi phạm và dỡ bỏ cái vi phạm đó. Thứ hai là cái biện pháp dân sự thì những cái chủ thể quyền đối với những cái hình ảnh đó có thể khởi kiện ra tòa để yêu cầu bồi thường về mặt thiệt hại không quá 10 lần cái mức lương cơ sở. Hạn chế và dần tiến tới chấm dứt tình trạng vi phạm bản quyền hình ảnh trong kinh doanh online là việc cần thiết để tạo ra một môi trường kinh doanh online lành mạnh và phát triển.